Aoang ra một bản máy bơm thông minh mới rồi anh em ạ. Nó có mã VKD02 và nó có giá bán bằng với cái máy bơm cũ là VKD01. Nhưng liệu nó có sự khác biệt gì so với cái máy VKD01 này? Anh em hãy cùng tôi so sánh nhá. Nếu như cầm hai máy lên thì anh em thấy ngay sự khác biệt về cân nặng. Cái máy VKD01 này nặng hơn VKD02. Máy VKD01 có cân nặng là 1,4 kg không tính dây. Còn máy VKD02 chỉ có cân nặng là 1,1 kg không tính dây anh em nhá. Nhưng cái điều đáng nói nhất đó chính là về ngoại hình của cả hai máy. VKD02 đối với tôi thì nó là một bản nâng cấp rất là hay vì cái thiết kế của nó là đổi mới so với bản VKD01. Cái máy VKD02 này có 4 cái phần chân trụ bằng đệm mút cho nên là nó sẽ vững chắc hơn. Và đặc biệt là cái phần mặt đế của nó to hơn so với VKD01. VKD01 thì nó chỉ bằng, đối với tôi thì thấy là chỉ bằng khoảng một nửa so với VKD02 thôi. Cho nên là cái khả năng đứng vững của VKD02 sẽ tốt hơn VKD01. Thêm một điều nữa, cái sự thiết kế của nó rất là thông minh. Bởi vì đây là hai dòng máy bơm thông minh cho nên là nó sẽ luôn cần phải có một cái ổ cắm để cắm máy cắt hoặc là máy khoan rút lõi vào. Thì vì cái VKD01 nó thiết kế theo kiểu này cho nên là cái ổ cắm của nó bắt buộc phải lắp theo chiều này. Do vậy khi mà anh em cắm một cái máy cắt vào đây theo hướng này thì nếu như anh em kéo nó sẽ rất dễ đổ. Còn đối với VKD02 nó có một cái ổ cắm ở phía này, anh em cắm ổ cắm vào đây như thế này để cắm một cái máy cắt hoặc máy bơm rút lõi thì nếu mà kéo nó sẽ không bị đổ mà nó chỉ có xu hướng là kéo dê thôi, như thế này thôi, cho nên là nó sẽ rất là tiện lợi cho anh em sử dụng. Phần chiết áp và phần công tắc của máy bơm VKD01 và VKD02 cũng khác nhau. Chiết áp của VKD02 với cả công tắc của nó thì nằm phía bên trên tay cầm cho nên là anh em điều khiển hoặc là anh em điều chỉnh chiết áp nó rất là tiện lợi. Còn VKD02 thì nó ở hai chỗ này, một cái công tắc bên cạnh và chiết áp nó ở phía mặt chính của máy bơm cao quang. Tuy nhiên thì đối với tôi nhận thấy là mặc dù cái chiết áp này nó sẽ không tiện lợi bằng so với VKD02 nhưng mà chiết áp này là chiết áp mà nó được ẩn sâu phía bên trong máy, nó chìm vào một chút này. Còn VKD02 thì nó ngay phía bên trên này và nó lại cao hơn cho nên là cái này là một cái sự rất dễ tổn thương của máy VKD02. Nếu như anh em làm cái gì đó rơi vào hoặc anh em có thể vô ý làm máy rơi xuống hoặc va đập vào đâu đó thì nó sẽ rất dễ gãy cái đầu chiết áp này. Một sự khác biệt nữa đó chính là cái phần công tắc của VKD02 là một cái công tắc mà có phần nắp bảo vệ. Phần nắp bảo vệ này để tránh nước và tránh bùn bắn vào, còn VKD01 thì không có anh em nhé. Còn về thân máy thì anh em sẽ thấy là VKD02 thiết kế hầm hố hơn so với VKD01. Nó có nhiều đường gân hơn và đặc biệt là nó có nhiều lỗ thoáng gió hơn. Lỗ thoáng gió ở hai bên này. Sau đó là phần đuôi máy cũng có 3 khe thoáng gió, có nhiệm vụ tạo lỗ thoáng để làm mát máy. Nói chung cơ bản về mặt ngoại hình thì tôi sẽ đánh giá cao VKD02 hơn so với VKD01. Bởi vì theo nhận định cá nhân thì tôi thích cái VKD02 này hơn. Bây giờ tôi sẽ so sánh cho anh em về thông số kỹ thuật của cả hai cái máy này. Nhưng trước tiên để so sánh kỹ thuật về cả hai máy thì tôi sẽ so sánh cái thông số kỹ thuật của máy VKD02 ghi trên vỏ máy, ghi trên vỏ hộp và VKD02 ghi trên vỏ máy nhé. Lẽ ra thì thông số kỹ thuật của thân máy và trên vỏ hộp nó phải giống nhau cơ. Nhưng mà theo như tôi thấy thì nó lại không giống nhau một chút nào. Ở trên vỏ hộp thì ghi công suất của máy là 70W, còn trên thân máy thì ghi công suất là 85W. Lưu lượng nước ở trên vỏ hộp là 6 lít, cũng bằng với lưu lượng nước ở trên máy là 6 lít. Nhưng ở trên thân máy ghi nguồn của máy bơm là 12V, còn trên vỏ hộp ghi nguồn của máy bơm lên tới tận 15V cơ. Không biết là nên tin vỏ hộp hay là nên tin thân máy nữa. Còn bây giờ tôi sẽ so sánh cho anh em về cái thông số của VKD01 và VKD02. Ở trên máy của VKD01 thì nhà sản xuất cũng không ghi rõ cái thông số ở đây. Nó chỉ có chữ Trung Quốc và cái tên thương hiệu của hãng thôi. Còn thông số thì lại ghi ở trên cái vỏ hộp này. Cho nên tôi sẽ so sánh giữa thân máy VKD02 và vỏ hộp VKD01. Về nguồn điện thì của hai loại giống nhau là 12V. Còn lưu lượng nước của VKD01 là 9 lít trên phút, đẩy cao là tối đa là 70m. Còn lưu lượng nước của VKD02 là 6 lít trên phút, đẩy cao tối đa chỉ được 60m thôi. Công suất của VKD01 là 60W, còn VKD02 là 85W. Thì tức là VKD02 này có công suất cao hơn 15W so với VKD01, nhưng mà bơm được lưu lượng nước ít hơn và đẩy cao được cũng ít hơn nhá. Cái này thì nó chỉ là thông số thôi, tôi cũng không thể nào mà đo được hoàn toàn để xem là cái nào chuẩn hơn cái nào và cũng không biết là nên tin cái nào. Nhưng mà một chút nữa tôi sẽ có cái bài test thực tế xem độ khỏe và cái khả năng bơm của cả hai máy này để cho anh em biết xem như nào. Tất nhiên là tôi sẽ không đo đong đếm được theo số, nhưng mà anh em có thể nhìn được là cái nào khỏe hơn và cái nào bơm tốt hơn.
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái phụ kiện đi kèm của cả hai máy. Trước tiên là VKD02 nhé. Phụ kiện đi kèm với nó sẽ có hai cái dây nguồn, dây vào, đây là dây ra, còn đây là dây vào. Thêm hai đầu nối nhanh. Đây anh em chuyển từ dây nối nhanh này là dây phi 12 về dây phi 8. Một cái chõ hút. Vì cái bơm, hai cái bơm này nó là bơm cạn nhé, cho nên là nó cái chõ hút để anh em có thể hút nước ở bên trong xô mà nó không bị dính cặn bẩn. Và thêm nữa cuối cùng đó chính là hai cái quai nhê. Hai quai nhê này để anh em bắt vào hai cái đầu vòi bơm ra và vào khi mà anh em lắp cái ống nước này vào. Còn phụ kiện của VKD01. VKD01 thì nó cũng giống như thế thôi. Tựa như thế nhưng mà cũng có sự khác biệt chút. Hai cái dây này thì giống nhau rồi. Chõ bơm của VKD01 nhỏ hơn. Hai cái đầu nối của VKD01 là hai cái đầu nối bằng sắt này. Theo như tôi thấy thì hai cái đầu nối sắt này nó không tiện bằng hai cái đầu nối nhựa. Còn độ bền thì có thể về độ bền cơ học của cái đầu nối sắt này nó sẽ hơn. Nhưng mà cái đầu nối nhựa này thì nó sẽ tiện lợi hơn. Và anh em mua ở bên ngoài nó cũng dễ dàng, nó cũng không hề đắt đâu. Tầm 5 đến 10 nghìn một cái đầu là ok rồi. Tiếp theo nữa là ba quai nhê. Ba quai nhê này chắc là anh em chỉ cần dùng đến hai thôi. Còn lại một cái là để thay thế. Giống như cái VKD02 này. Lần trước có làm video review về con máy VKD01 này thì tôi cũng đã có tháo ra cho anh em rồi. Bây giờ đến mã VKD02 là mã mới thì tôi cũng sẽ tháo ra để anh em so sánh được cái nội thất bên trong của VKD02 với VKD01 thì nó khác biệt gì nhau nhé. A few moments later. Đây, nội thất bên trong của nó đây anh em nhé. Vỏ nhựa cũng rất dày và chắc chắn. Toàn bộ cái phần mạch của cái máy VKD02 này nó có sự khác biệt rất lớn so với VKD01. Như video lần trước tôi đã có tháo ra thì VKD01 thì nó có cái phần cục nguồn và phần bảng mạch điều khiển nó sẽ tách rời ra. Còn VKD02 này thì nó lại liền vào. Ở đây sẽ là cái bảng mạch điều khiển và nó cũng là cái cục nguồn luôn anh em nhé. Cho nên là đấy là lý do giải thích tại sao mà cái máy VKD02 này lại nhẹ hơn so với VKD01. Ba lạ. Bơm này thì cũng giống nhau thôi. Cùng một loại bơm. Bơm này thì anh em có thể dễ thay thế được rồi, bởi vì là đó theo như tôi thấy nó không khác gì so với cái bơm của máy bơm chiết áp, của máy bơm thuốc sâu. Anh em rất dễ mua ở ngoài thị trường. Ở bên trong máy bơm này thì luôn có nước anh em nhé. Bởi vì là trước khi cấp ra thị trường thì nhà sản xuất cũng đã test cái máy này, dùng bơm thử rồi. Cho nên là nó luôn có nước. Đây là máy mới 100% mà bên trong còn khá nhiều nước như này. Đây là bơm động cơ có chổi than. Anh em có thể thấy được cái bảng mạch của nó bên trong này. Cũng rất là đồ sộ nhá. Tháo ra thì đây là máy mới nên tôi tháo ra cái phần này nó hơi chắc vào nên là hơi khó tháo nên thôi. Anh em nhìn qua này anh em cũng đủ hiểu được là cái sự khác biệt của hai máy nó như thế nào. Như vậy là anh em có thể thấy được là sự khác biệt lớn nhất của cả hai máy này bên trong nội thất đó chính là ở VKD01 thì cục nguồn nó là cục nguồn cơ và nó tách rời so với cái mạch điều khiển. Còn VKD02 thì nguồn của nó là cục nguồn điện tử và nó lại liền so với cái bảng mạch điện tử. Với cái sự khác biệt này thì nó sẽ làm cho VKD02 nhẹ hơn so với VKD01 và nó nhỏ gọn. Có thể nói là để mà thiết kế cái bảng mạch nó sẽ nhỏ gọn hơn, nhưng mà cái máy này nó thiết kế cồng kềnh hơn một chút để nó có thể thoáng khí, thoáng gió ra bên ngoài để làm mát cái bảng mạch. Về độ bền thì khó có thể khẳng định được là việc sử dụng cái bộ nguồn cơ có thể bền hơn hay là kém bền hơn so với bộ nguồn điện tử. Nhưng mà cái điều anh em có thể nhận thấy rõ ràng hơn đó chính là khi mà cái bảng mạch điều khiển của VKD01 nó hỏng hoặc là cục nguồn bị hỏng thì anh em có thể thay thế rời được bên ngoài. Còn VKD02 thì anh em hai cái này nó liền nhau thì nếu như mà thay thế thì anh em phải thay thế cả cụm luôn. Hỏng những thứ liên quan đến phần adapter thì lại phải thay cả cái phần bảng mạch điều khiển, hoặc là hỏng với phần bảng mạch điều khiển thì thay luôn cả adapter. Hiện tại thì tôi cũng chưa có giá bảng mạch của cả hai loại để có thể báo cho anh em biết là sự khác biệt nó như thế nào, nhưng chắc chắn là cái bảng mạch của VKD02 này nó phải đắt hơn VKD01 rồi. Bây giờ tôi đã lắp hoàn thiện cả hai cái máy bơm này và trước tiên thì tôi sẽ thử cái máy VKD02 cho anh em biết là cái chức năng của nó như thế nào. Tất nhiên là vì nó là một máy bơm thông minh cho nên là chức năng của nó cũng không khác gì cái máy bơm thông minh VKD01. Bây giờ tôi đã cắm vào cái phần ổ cắm này một cái máy cắt tường cao quang CVK1336 anh em nhé. Còn đây là phần đấu nước ra, đấu nước vào thì tôi đã để vào cái xô nước này rồi. Bất kể của một cái máy bơm thông minh nào ấy thì nó cũng sẽ có hai cái chế độ thôi. Chế độ đầu tiên, nếu anh em mở công tắc
là cho cái máy này hoạt động theo từ chế độ chủ động nhá. Có nghĩa là khi mà máy cắt không chạy thì máy bơm vẫn có thể chạy. Đấy. Anh em có thể điều chỉnh chiết áp cho nó nhỏ đi một chút. Nó hút nước cũng rất là nhanh. Nhưng nếu như mà anh em tắt nó đi thì nó sẽ là sang chế độ bi động. Chế độ bi động có nghĩa là khi mà máy cắt chạy hoặc là máy khoan rút đó chạy thì cái máy bơm này nó sẽ chạy. Bây giờ tôi sẽ chạy cái máy cắt này để cho bơm nó chạy. Đấy, gần như là khi máy cắt chạy phát là máy bơm chạy theo luôn. Cái độ trễ của nó, phải nói là cái độ trễ của nó rất là nhỏ anh em nhá. Bởi vì là cái dây này cũng là dây ngắn, cho nên là nó cũng khi mà dơ nước, khi mà không chạy nữa thì cái nước này nó cũng đã có sẵn ở đây rồi, cho nên là nó bơm rất là nhanh. Bây giờ tôi sẽ test sang cái máy WD01 để xem là cái độ trễ của nó có nhiều hơn hay không. Hơi lòng hoàng dây một chút, mong anh em thông cảm. Nói chung là cả hai cái máy bơm này không khác nhau gì về cái độ trễ của cái việc bơm nước. Về độ trễ thì so sánh xong rồi, hai máy này như nhau. Bây giờ quay sang tôi thử so sánh về cái độ khỏe nhá. Cho chiết áp tăng lên tối đa này. Chiết áp tăng lên độ khỏe tối đa. Rồi. Đây là cho tôi đang cho nó ngang nhau nhá. WD01 thì ở bên ngoài, WD02 ở bên trong. Đây anh em nhá, anh em có thể thấy được rõ ràng nhất là WD02 thì có vẻ như nó khỏe hơn một chút so với WD01. L. Đấy. Anh em phải thấy được khi mà tôi bịp lại nè. Mặc dù đây là phương pháp so sánh nó hơi chủ quan một chút, nhưng mà đối với tôi cảm nhận thì là cái WD02 nó khỏe hơn so với WD01 anh em nhé. Sang cái phần thứ hai là tôi sẽ so sánh cái lưu lượng nước của cả hai cái máy này. Bây giờ trước tiên là cái máy WD02, chúng tôi sẽ để một cái xô nước đầy này và bơm và đo xem là nó sẽ bơm hết cái xô nước này trong thời gian bao lâu và cái âm thanh nó tạo ra là khoảng bao nhiêu để xem cái máy nào nó chạy êm hơn. Chuẩn bị nhá. Cái chiết áp là tôi cũng đã để tối đa anh em nhá. 1 2 3. Âm thanh tạo ra trung bình hiện tại là của cái máy này là 80 decibel đấy. Có rất nhiều anh em bảo là tại sao không gọi là decibel, nhưng mà tôi sẽ gọi luôn là dB cho nó nhanh. Cái số nước này là bơm lâu phết đấy.
Hết, xong. 4 phút 13. Còn lại một tí nước anh em nhé. 4 phút 13 giây. Bây giờ đến lượt chuẩn bị nước cho máy thứ hai. Chuẩn bị máy thứ hai vào đi. Later. Bây giờ sang tới cái máy thứ hai nhá. Bắt đầu. Bây giờ đo âm thanh. Âm thanh cái này tôi thấy là nó êm hơn một chút so với máy. Có lúc êm hơn, có lúc không êm hơn. Vẫn khá là linh tinh. Đây. 76, 78. Nói chung là về cơ bản thì âm thanh của cái máy VKD01 này thì tôi cảm thấy là nó cũng không khác gì so với VKD02 cả. Trung bình loanh quanh đâu đó là khoảng 80 dB. Cái này có những lúc máy VKD01 có những lúc lên tới 86 dB. Và có những lúc về tới 76 dB, 75 dB. Thì có nghĩa là cái này nó chạy tiếng kêu nó sẽ không ổn định giống như VKD02. Còn về tính trung bình thì nó sẽ bằng VKD02 anh em nhé. Ở đây vẫn là đang ở mức thiết áp to nhất đấy. Dây nguồn ra của nó ngắn hơn một chút so với dây nguồn của VKD02. Dừng. Số nước là hết rồi anh em nhá. Theo như kiểm tra thì cái máy VKD01 mất 5 phút 11 giây để bơm hết được một cái số nước, còn VKD02 thì mất 4 phút 13 giây. Có nghĩa là cái máy bơm VKD02 này nó sẽ bơm với lưu lượng nước nhiều hơn so với VKD01. Và nó cũng khỏe hơn so với VKD01. Đây chỉ là sự so sánh mang tính chất kỹ thuật thôi. Còn để mà so sánh về cái độ bền và cái sự hiệu quả của hai cái máy này thì có lẽ đến thời điểm này tôi chưa thể so sánh được. Bởi vì VKD02 là đây là dòng máy rất là mới vừa về cửa hàng chúng tôi mà. Do vậy tôi chưa thể so sánh được cả hai dòng này cái nào hiệu quả hơn. Bởi vì là cái vấn đề sự hiệu quả và độ bền thì cần phải có thời gian và cần phải có sự trải nghiệm của những anh em thợ thì tôi mới biết được là cái nào hơn cái nào. Hy vọng là sau một thời gian khoảng 3 đến 6 tháng nữa hoặc đến 1 năm nữa là tôi có thể đánh giá được cả hai cái máy này, cái máy nào hơn. Không biết là anh em thích cái máy nào hơn, xin cho tôi biết ý kiến của anh em ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.